Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong, tác giả, chu mộc nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca hành, chương 216, cổ trạch quỷ cầm. Một hàng kỵ binh trở lại càn đông thành, người cầm đầu mặc đồ trắng mang trường kiếm, chính là người đại diện cho phủ trấn Tây Hầu tham gia tiệc cưới của cảnh Ngọc Vương ở Thiên Khải Thành, thế tử Bách Lý Thành Phong. Cho dù đã vào Càn Đông Thành, hắn vẫn không dừng vó, vung roi ngựa chạy thẳng về phủ trấn Tây Hồ. Hôm nay trấn Tây Hồ Bách Lý Lạc Trần không ở trong quân doanh mà chờ hắn trong phủ. Thế tử Phi Ôn Lạc Ngọc ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, có vẻ khá khó coi. A à, Ngọc, lát nữa kiềm chế một chút. Bách Lý Lạc Trần nhìn ra vẻ bất mãn trong thần sắc cô, Trần An. Phụ thân yên tâm, đương nhiên sẽ không quá đáng đâu. Ôn Lạc Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười. Phụ thân đại nhân, Bách Lý Thành Phong bước vào trong sảnh chính, nhi tử đã về. Bách Lý Lạc Trần đang định mở miệng nhưng chỉ thấy một bóng trắng lóe lên bên cạnh, Ôn Lạc Ngọc đã lao ra, xuất trường đánh thẳng vào ngực Bách Lý Thành Phong. Phu nhân, Bách Lý Thành Phong trợn tròn hai mắt, bị trường này đánh bay. Bách Lý Lạc Trần lắc đầu, vung tay, ba cánh cửa lớn ngoài sảnh chính lập tức khép lại, có vậy mới chặn được Bách Lý Thành Phong. Phu nhân, có chuyện gì từ từ rồi nói. Bách Lý Thành Phong kêu rên. Người nói ta nên hạ cho ngươi tam thốn hôi, hay là ngũ canh tử đây? Ôn Lạc Ngọc lao vút tới, giơ chân đạp lên ngực Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Lạc Trần giơ tay che chán, đã bảo đừng quá đáng mà. Vẻ nghiêm trang trịnh trọng của Bách Lý Thành Phong trước lúc vào phủ đã bay sạch, liên tục cầu khẩn, phu nhân tham mạng, phu nhân tham mạng. Bảo ngươi tới Thiên Khải Thành tham gia tiệc cưới chứ bảo ngươi đi đánh con trai à? Bảo ngươi kéo nó về giam lại à? Người ta cướp dâu thì đã sao, năm xưa ngươi không cướp dâu thì bây giờ có nó không? Chẳng phải ngươi luôn mắng nó không có tiền đồ à? Bây giờ nó kế nghiệp cha, ngươi lại không hài lòng hay sao? Ôn lạc ngọc, ngươi tới thả nó ra ngay đi không được hai năm này rất quan trọng đối với sự trưởng thành của đông quân nó không phải đứa trẻ nữa bách lý thành phong không chịu thua được thế thì ta giúp ngươi trưởng thành nhé trong tay ôn lạc ngọc lóe lên ánh huỳnh quang tam tam thốn hôi bách lý thành phong kinh hãi phu nhân đừng kích động bách lý lạc trần khẽ ho khan một tiếng trầm giọng nói chuyện hai vợ chồng các ngươi thì tự giải quyết đi ta chờ thành phong ở đây không phải để thấy các ngươi cãi nhau ôn lạc ngọc cắn răng thu tay lại đứng dậy ta chờ ngươi ở sân sau hôm nay ta ngủ trong doanh trại bách lý thành phong lập tức bò từ dưới đất lên được vậy từ nay về sau ngươi cứ ở trong doanh trại đi ôn lạc ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đẩy cửa ra ngoài bách lý thành phong thấy vợ đi rồi thở phào nhẹ nhõm tính cách đông quân hiện giờ đều là do nàng ấy nuông chiều cả ta nuông chiều nữa bách lý lạc trần gõ nhẹ lên tay vịn cướp dâu ở thiên khải lần này, người đông quân muốn giúp là con trai của Diệp Đại ca à? Ta đã hỏi lang Gia Vương, xác nhận thân phận, không có gì sai. Là con trai duy nhất của Diệp Thúc Thúc đã mất tích năm xưa, bây giờ tên là Diệp Đỉnh Chi, quen biết với đông quân trong kỳ thi học đường. Bách Lý Thành Phong vội vàng trả lời. Không ngờ đã nhiều năm rồi mà Diệp Đại ca vẫn còn hậu nhân trên đời, bây giờ nó có an toàn không? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Lang Gia Vương đã đưa hắn ra khỏi Thiên Khải Thành, nói sẽ bảo vệ Chu Toàn cho hắn. Bách Lý Thành Phong trả lời. Người nhà đế vương, không thể tin được, phái một số người tìm hắn, âm thầm bảo vệ hắn. Năm xưa ta không thể cứu được Diệp Đại Ca, bây giờ Diệp Đại Ca chỉ còn chút huyết mạch, ta nhất định phải bảo vệ. Bách Lý Lạc Trần nheo mắt. Bách Lý Thành Phong gật nhẹ đầu, con hiểu, nhưng con cảm thấy Tiêu Nhược Phong này là người đáng tin cậy. Thế Tiêu Nhược Cần thì sao? bách lý lạc trần đột nhiên hỏi bách lý thành phong suy nghĩ trả lời đúng như lời phụ thân vừa nói là người nhà đế vương quả nhiên là vậy làng gia vương là kỳ tài ngút trời trong lòng có nhân đức nhưng người như vậy thường không có lòng kế vị chỉ có loại như cảnh ngọc vương tiêu như cần mới có lòng muốn nắm lấy quyền lực bách lý lạc trần nói đầy ẩn ý cẩn thận hắn một chút bách lý thành phong cúi đầu nói con hiểu có muốn tới thăm nó không bách lý lạc trần đứng dậy lần đầu tiên ta thấy nó ở yên một chỗ lâu như vậy đấy thôi chắc nó không muốn gặp con đâu bách lý thành phong thở dài nếu con không ra tay như vậy cả nó và diệp đỉnh chi đều phải chết vì sao con không nói rõ cho nó bách lý lạc trần đi ra ngoài cửa bách lý thành phong lắc đầu nó vẫn còn trẻ con nói không nghe chẳng phải con vừa nói nó đã không còn là trẻ con nữa à tùy con thôi hiếm khi thấy con chịu nhẫn tâm như vậy. Bách Lý Lạc Trần đẩy cửa, theo ta tới doanh trại nhé. Bách Lý Thành Phong cười khổ, con tới sân sau thôi. Trong gian nhà cũ của cổ trần, không có ảo thuật của cổ trần che giấu, gian nhà đó đã thành nơi mà mọi người có thể tới gần. Nhưng do hàng loạt binh sĩ đóng quân, vẫn không có ai dám tới gần trong phạm vi trăm trượng. Lúc đầu các binh sĩ tưởng mình được lợi, không cần thao luyện dưới mặt trời gay gắt, ngày ngày chỉ cần đứng đây tránh lạnh, nói chuyện phiếm là được nhưng bọn họ nhanh chóng kêu khổ không thôi vì trong gian nhà gần đây có người gảy đàn mà gảy rõ khó nghe nhưng người kia lại không hề hay biết càng ngày càng hứng khởi tiếng đàn như kỵ binh đạp nát đồng hoang như gió lớn thổi qua côn luân như sóng lớn đánh thùng thuyền cá càng ngày càng bao la hùng hồn nhưng hàng trăm loại phóng khoáng lại tụ tập thành một âm thanh khó nghe khiến các binh sĩ canh gác bên ngoài lúc ngủ cũng mơ mơ màng màng nghe được bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lần sau tới Bách Hoa Lâu, ai cần tên tư không trường phong kia thổi cái lá rách nữa. Ta đánh đàn như vậy chắc cũng tính là danh thủ rồi chứ. Thu thủy gì gì ấy chắc cũng phải mặc cảm. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, đánh xong một khúc, vẫn say mê trong giai điệu hào hùng, một lúc lâu sau không thoát ra được. Binh sĩ bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đầu đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng cũng đàn xong rồi. Bách Lý Đông Quân mở to mắt, đặt tay lên dây đàn, đang có hứng, đàn thêm một khúc. Chanh, một tiếng. Trong sân, chim bay tan tác. Cánh tay Bách Lý Đông Quân quét loạn trên cây cổ cầm. Đại Phong khởi hề vân phi dương. Uy ra hải nội hề quy cố hương. Đại Phong ca, bản dịch nguồn thi viện chấm nét. Gió lớn dậy hề, mây tỏa ra. Uy tràn trong nước hề, về quê nhà. Nhạc hay, lời hay, thật hào hùng sao Bách Lý Đông Quân ta lại ưu tú như vậy chứ? Bên ngoài bức tường, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đỗ ở đó, thị nữ áo xanh cầm roi ngựa cao mày quay đầu lại hỏi, tiểu thư, ngài từng nghe khúc nhạc nào khó nghe hơn thế này chưa? Cô gái trong xe ngựa mỉm cười, từng nghe rồi. Thị nữ cao mày, tiểu thư nghe ở đâu vậy? Sao Lục Nhi không biết? Nghe tối qua, bài tối qua mới là khó nghe. Cô gái cười nói, chương 217, ngày nào mới gặp lại. Cô Tô Thành, tiểu sa di đi theo vong yêu đại sư, hưng phấn chạy loanh quanh con đường ồn ào náo nhiệt. Vòng yêu đại sư từng nói với hắn, tuy cô Tô Thành xa hoa không kém gì thiên khải thành, tuy câu nói này hơi khoa trương, nhưng theo tiểu sa di thấy, cô Tô Thành này còn hay hơn thiên khải thành. Phồn hoa ở chỗ có nhiều sòng bạc không, có nhiều nhạc phường không, có nhiều cửa hàng không. Nhưng theo tiểu sa di vô thiền thấy, lại là có nhiều chỗ bán hoa đấu tôm đấu dế không, ven đường có nhiều mứt quả không, dù thuyền trên hồ có nhiều không mà những thứ này cô tô thành có rất nhiều so với thiên khải thành rộng lớn trang nghiêm cô tô thành chợ búa hơn nhiều cũng dịu dàng hơn nhiều rõ ràng nhất là trên những gian phòng hai bên đường những cô nương với hương thơm nước mũi đang vẫy khăn lụa dáng vẻ cực kỳ dịu dàng vòng yêu đại sư vội vàng kéo vô thiền lại hạ giọng niệm phật a di đà phật a di đà phật sao diệp đại ca không đi cùng chúng ta vô thiền phàn nàn con nhận người ta làm đại ca nhưng người ta đâu có nhận con làm tiểu đệ. Thế mà gọi đại ca mãi thành quen rồi. Vòng yêu đại sư cười nói. Vô thiền chỉ mứt quả nói, thế thì sư phụ mua cho con một sâu mứt quả, rồi mua cho diệp đại ca một sâu, con mang về cho huynh ấy. Người ta có muốn ăn đâu? Vòng yêu đại sư trả lời. Vẫn phải có lòng chứ. Vô thiền đi tới nói với người bán hàng rong, cho ta hai sâu mứt quả. Người bán hàng rong nhìn cậu bé, hỏi có phải là tiểu sư phụ trong hàn sơn tự bên ngoài cô tô thành không vô thiền gật đầu nói đúng rồi đúng rồi nhưng ta chưa gặp tiểu sư phụ bao giờ người bán hàng rong nghi ngờ ta và sư phụ ta mới tới vô thiền nhìn đống mứt quả liếm môi vòng yêu đại sư đi tới lấy từ trong lòng ra hai tiền đồng bọn họ vốn là người xuất gia đồ ăn là nhờ hóa duyên nhưng mứt quả không phải đồ ăn thừa Vòng yêu đại sư vẻ mặt đau lòng đưa tới, cho nó hai sâu đi. Người bán hàng rong nhìn qua vòng yêu đại sư, nghĩ thầm quả nhiên là đại sư Phật gia mà mọi người đồn đại, dáng vẻ khí chất đều toát lên phong thái Phật gia, chỉ tiếc là thần sắc lúc đưa hai tiền đồng có vẻ khá mất mặt. Trên đường về Hàn Sơn tự, vô thiền đã ăn sạch mứt quả, vung vẩy một sâu khác, tới tìm Diệp Đình Chi đang dựng nhà tranh trong ruộng. Diệp đại ca, Diệp đại ca, cho huynh một xiên mứt quả của cô Tô Thành này. Vô thiền hưng phấn hô. Diệp đỉnh chi không buồn quay đầu lại, ta không thích ăn. Vô thiền cẩn thận từng chút một nói, thế, ta ăn nhé. Ăn đi, Diệp đỉnh chi xua tay. Vô thiền cười ha hà cầm mứt quả chạy đi. Vòng yêu đại sư niệm Phật một tiếng, đi tới bên cạnh Diệp đỉnh chi, Diệp thí chủ. Đại sư, Diệp đỉnh chi xoay người, trang trọng đáp lời. Mấy ngày nay đã khá hơn chưa? Vòng yêu hỏi. Không có gì đáng ngại, Diệp Đình Chi trả lời. Vòng yêu đại sư nhíu mày suy nghĩ, không có gì đáng ngại tức là vẫn có gì đó. Nếu ta không đoán sai, mấy ngày nay không tới giờ ngõ ba khắc, huyệt thái âm, thái hư của thí chủ sẽ đau ê ẩm, như có kim châm. Cho dù dừng chân khí thư giãn cũng không có hiệu quả gì. Lão nạp nói không sai chứ. Diệp Đình Chi hơi ngạc nhiên, chuyện này mà đại sư cũng biết à. Dù sao ta cũng không thể bầu bạn bên cạnh Diệp Thí Chủ suốt được, ta có một môn kiếm pháp Phật gia, không phải võ công cao thâm gì, nhưng có lực lượng kim cương của Phật môn, luyện tập lâu ngày có thể giúp Diệp thí chủ tu bổ tâm cảnh. Vòng yêu đại sư rút huyền phong kiếm dưới đất lên, kiếm của kiếm tiên vũ sinh ma, quả nhiên bất phàm. Diệp đỉnh chi hỏi, chẳng phải vong yêu đại sư nói mình không biết võ công à? Đúng là lão nạp không biết, vòng yêu đại sư nhẹ nhàng vung trường kiếm, ném sang bên cạnh vô thiền. Vô thiền cho mứt quả vào miệng nhai, ném cái xiên đi chạy tới đón lấy thanh kiếm quá dài so với thân thể mình bước chân lung lay miệng nói hàm hồ có phải đại lực kim cương kiếm không không thì thế nào vòng yêu đại sư cười nói ăn hai sâu mất quả rồi nên bỏ công bỏ sức ra thôi thế thì các ngươi nhìn đây vô thiền giờ trường kiếm rất nghiêm túc vung lên đương nhiên kiếm pháp của hắn rất non nớt so với diệp đỉnh chi nhưng diệp đỉnh chi quan sát kỹ bộ kiếm pháp này chỉ cảm thấy mình còn chưa luyện mà toàn thân đã thoải mái hơn mấy ngày trước nhiều, như có một khí thức thuần dương chảy trong thân thể. Hắn biết phong yêu đại sư không nói dối, chỉ nhìn mà đã có công hiệu như vậy, nếu luyện tập thì những vấn đề quấy nhiễu bản thân cũng được giải quyết dễ dàng. Đã xem kỹ chưa, vô thiền thu kiếm vẻ mặt đắc ý. Cái thư kiếm pháp của ngươi mà đòi khoe khoang trước mặt Diệp thí chủ. Vòng yêu đại sư lấy kiếm trên tay cậu, đưa cho Diệp đỉnh chi, mỗi sáng mỗi tối luyện một lần vô thiền nghi hoặc kiếm pháp của diệp thí chủ rất cao à diệp đỉnh chi nhận huyền phong kiếm nhìn qua vô thiền người muốn xem không vô thiền nhặt một cái lá dưới đất lên để ném lên trời huynh có thể đánh mỗi kiếm đều trúng cái lá đang bay không người có thể thử xem diệp đỉnh chi quay người lại bắt đầu nào vô thiền nhảy lên ném hết lá cây lên trời keng một tiếng huyền phong kiếm rời vỏ vô thiền ngẩng đầu lên đã không còn chiếc lá nào hắn cúi đầu rõ ràng huyền phong kiếm vẫn ở trong vỏ diệp đỉnh chi cúi đầu tiếp tục chặt gỗ trên đường về hàn sơn tự vô thiền không nhịn được nói sư phụ sư phụ diệp đại ca không chỉ có võ công cao cường mà còn biết ảo thuật nữa à còn có thể khiến đống lá kia biến mất đó không phải là ảo thuật mà là kiếm khí kiếm khí của diệp thí chủ quá mạnh đánh đống lá đó thành cho tàn vòng yêu đại sư giải thích thế sau này con có thể có kiếm khí mạnh như vậy không Vô thiền hỏi, con có thể dừng quyền, quyền phong của con cũng có thể làm được như vậy. Vòng yêu đại sư nói, vô thiền đột nhiên dừng lại, vung quyền về phía gốc cây lớn ven đường. Kim cương phục ma thần thông, lá cây vang lên xào xạc. Vòng yêu đại sư xoa đầu cậu nhóc đang ủ rũ, tiếp tục đi về phía trước, bây giờ còn sớm lắm. Hai người đi được hơn 10 bước, hàng loạt lá cây rơi xuống đất. Một đôi giày thêu của nữ rơi dẫm lên những chiếc lá, nhìn theo hướng ngược chiều với hai sư đồ. Diệp đỉnh chi lau mồ hôi trên chán, ném búa và cọc gõ sang một bên. Xây nhà đúng là tốn sức, còn mệt hơn cả giao chiến với cao thủ thiên cảnh. Hắn cầm huyền phong kiếm, nhớ tới bộ đại lực kim cương kiếm, dựa theo đó đánh một lượt. Sau khi đánh xong, một tiếng cười nhạo vang lên. Kiếm pháp thật vụng về, là một giọng nữ. Diệp đỉnh chi lập tức thu kiếm, cảnh giác quay người lại một cô gái áo tím đang đứng ở đó, đội một cái nón che, lụa tím rủ xuống, không thấy được diện mạo thật. Ngươi là ai? Ta tên Nguyệt Khanh. Chương 218, Thiên tuyển chi nhân. Diệp Đình Chi và cô gái áo tím đứng đối diện nhau, Diệp Đình Chi đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm, ngươi từ đâu đến? Thiên Khải Thành. Ta tới từ khu vực cực bắc, Thiên ngoại chi thiên. Nguyệt Khanh cười nói, Diệp Đình Chi sừng sốt Người Bắc Ly không biết gì về thiên ngoại thiên, thậm chí bát công tử cũng không biết bọn họ đến từ đâu, thế nhưng Diệp Đình Chi lại biết. Vì hắn từng trà trộn vào man tộc, mà man tộc với thiên ngoại thiên mà cô gái này nhắc tới là ở sát cạnh nhau. Nhưng nơi đó có tuyết rơi quanh năm suốt tháng, có băng nguyên ngàn dặm, hoàn cảnh còn ác liệt hơn ở man tộc. Bọn họ là di dân của võ quốc Bắc Khuyết năm xưa. Tuy diện tích của Bắc Khuyết không lớn, còn dân không nhiều, so với Bắc Ly, Nam Quyết thì chỉ là nước nhỏ ở biên cảnh, nhưng người người tập võ, chiến lược hùng hậu, cho nên được gọi là võ quốc. Nhưng Bắc Ly có quân thần Diệp Vũ và sát thần Bách Lý Lạc Trần hợp lực, mười mấy năm trước đã bị thôn tính vào lãnh thổ Bắc Ly. Có điều bọn họ không bị diệt quốc, di dân trốn tới nơi cực hàn ở phía Bắc, tự xưng là thiên ngoại thiên, nhưng cũng không tiếp xúc với Bắc Ly, chỉ có đôi chút liên lạc với Man Quốc. Thiên ngoại thiên tìm ta làm gì? Thần sắc Diệp Đình Chi vẫn giữ vẻ cảnh giác, vì năm xưa người Diệp Bắc Khuyết chính là phụ thân hắn quân thần Diệp Vũ. Ẩn oán tiền nhân thì chấm dứt ở tiền nhân thôi. Diệp tướng quân Diệp Bắc Khuyết cũng là tuân theo hoàng lệnh, còn tàn tộc của Bắc Khuyết có thể trở về từ cõi chết cũng là nhờ Diệp tướng quân không phái truy binh. Diệp công tử không cần cảnh giác ta như vậy. Nguyệt Khanh mỉm cười, ta tới tìm Diệp công tử chỉ là để Diệp công tử và ta đều nhận được thứ mà mình muốn. Ha ha ha, trên người Diệp đỉnh chi ta còn thứ gì mà người khác muốn diệp đình chi cười vang lộ rõ vẻ đau thương có diệp công tử là võ mạch bẩm sinh chúng ta cũng hiếm khi gặp được kỳ tài trăm năm như vậy thật ra diệp công tử không biết đó thôi lần đầu tiên ngươi vào thiên khải thành ngươi đã gặp người của thiên ngoại thiên chúng ta rồi nguyệt khanh cười nói diệp đình chi khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút lập tức giật mình rút huyền phong kiếm ra chỉ vào nguyệt khanh cái tên dùng phán quan bút là người của các ngươi hồn quan phi ly Nguyệt Khanh gật nhẹ đầu, đúng là do chúng ta phái tới Thiên Khải Thành, chẳng qua gặp phải Diệp Công Tử chỉ là chuyện tình cờ. Hắn phát hiện Diệp Công Tử là võ mạch bẩm sinh, cho nên ra tay hơi nóng này, xin Diệp Công Tử đừng trách. Diệp Đỉnh Chi không hạ kiếm xuống, võ mạch bẩm sinh có ích gì cho các ngươi. Chắc Diệp Công Tử cũng nghe nói, Hoàng tộc Bắc Khuyết chúng ta có một môn công pháp tên là Hư Niệm Công. Môn võ công này chỉ có người mang võ mạch bẩm sinh mới có thể luyện được, Thậm chí không phải thế hệ nào trong hoàng tộc Bắc Khuyết cũng có người tu luyện. Hiện tại tông chủ của chúng ta, Nguyệt Phong Thành đang bế quan tu luyện hư niệm công, đã lâu lắm rồi không xuất quan. Chúng ta cần một người cũng tu luyện hư niệm công cứu người ra khỏi tử quan. Chúng ta đã tìm khắp thiên hạ, cuối cùng cũng tìm được Diệp Công Tử. Nguyệt Phong Thành, hắn còn chưa chết à? Diệp Đình Chi Cao Mày, Nguyệt Phong Thành từng là chủ nhân của Bắc Khuyết, theo đồn đại hắn bị đốt thành cho bụi cùng cung điện Bắc Khuyết. Đúng, ngài ấy còn chưa chết, đang chờ trở lại trốn cũ của Bắc Khuyết. Nguyệt Khanh nói, Diệp Đỉnh Chi thu kiếm mỉm cười, trên người các ngươi có thứ gì mà ta cần. Chúng ta đã trao đổi tin tức với man tộc nhiều năm, đợi lúc tông chủ của chúng ta xuất quan sẽ là lúc thiết kỵ của man tộc xuôi nam. Còn tới lúc đó, 36 tông tộc thiên ngoại thiên chúng ta sẽ tập kết nam tiến. Khi đó tông chủ luyện hư niệm công tới đại thành, có võ công tuyệt thế không kém gì lý tiên sinh của học đường mà người của các tông môn còn lại đều là cao thủ có thể lấy một địch ngàn. Bây giờ Bắc Ly đã không còn quân thần, sát thần Bách Lý Lạc Trần đã có xích mích với hoàng tộc Thiên Khải Thành, đến lúc đó Bắc Ly sẽ không còn tồn tại. Nguyệt Khanh trầm giọng nói. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Chỉ có tiếng chim chóc kêu vang. Bắc Ly được tôn là quốc gia cường thịnh nhất trên đại lục này, trong miệng cô gái kia lại là sắp không còn tồn tại nữa. Diệp Đình Chi mỉm cười, xoay người, tuy ta căm thù dòng họ tiêu, nhưng ta còn chưa tới mức kéo mấy chục triệu bách tính Bắc Ly vào ân oán của ta. Thiết kỵ man quốc xuôi nam, người có biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Nguyệt Khanh hỏi ngược lại, vậy người có biết năm đó Bắc Ly thảo phạt Bắc Khuyết, có bao nhiêu người chết không? Dùng một sai lầm càng lớn che giấu sai lầm trước đó, ta không làm được. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, người đi đi, ta coi như người chưa bao giờ tới. Nguyệt Khanh thở dài, ta ở quán trọ lung nguyệt trong cô tô thành, nếu ngươi đổi ý thì cứ tới tìm ta. Đi đi, ta sẽ không tới tìm ngươi, ta cũng khuyên các ngươi đừng có ý đồ với Bắc Ly. Bắc Ly không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi đâu, Man Quốc cũng thế. Diệp Đình Chi nhắc nhở. Nguyệt Khanh xoay người, gió thổi vén tấm lụa tím, để lộ dung nhan tuyệt thế bên dưới, thiên ngoại thiên chúng ta cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng của Diệp Công Tử đâu. Cách đó ngàn giảm, càn đông thành. Tiểu thư, bên phía vô tướng sứ ra lệnh, từ bỏ bách lý đông quân, đặt tất cả hy vọng vào Diệp Đình Chi, nhưng Lục Nhi không hiểu vì sao tiểu thư vẫn không từ bỏ bách lý đông quân. Thị nữ áo xanh hỏi, người có mong chúng ta trở về trốn cũ không? Cô gái áo trắng hỏi, thị nữ áo xanh lắc đầu, Lục Nhi ra đời trong thiên ngoại thiên, chưa bao giờ thấy bắc huyết, chỉ nghe các trường bối kể lại, hình như rất đẹp, rất ấm áp. Ta cũng không nhớ, lúc đó quá nhỏ cho nên có lúc ta nghĩ, có phải thiên ngoại thiên cũng đủ tốt rồi không? Tuy nơi đó rất lạnh, nhưng cũng rất yên tĩnh, không như Bắc Ly, luôn có náo động hỗn loạn. Cô gái áo trắng nói, người biết mà, đánh trận, sẽ có rất nhiều người chết. Nếu muốn trở lại Bắc Khuyết, đương nhiên chúng ta cũng mất đi rất nhiều người bên cạnh. Cô gái áo xanh sướng sờ, tức là tiểu thư tới tìm Bách Lý Đông Quân là đỉnh. Ta nghĩ, có lẽ hắn có thể ngăn cản mọi chuyện ta muốn cứu phụ thân đại nhân ra khỏi tử quan, nhưng cũng không muốn chiến tranh xuất hiện. Bách Lý Đông Quân không có thù hận lớn với Bắc Ly, ta cảm thấy hắn có thể giúp ta. Cô gái áo trắng chậm rãi nói. Thị nữ áo xanh hơi kinh ngạc, ta chỉ biết tiểu thư và vô tướng sư bất hòa, cứ nghĩ là vì mâu thuẫn lợi ích, không ngờ lại vì nguyên nhân như vậy. Bọn vô tướng sư muốn trở lại Bắc Huyết, rốt cuộc là vì cuộc sống của dân chúng hay là vì đam mê quyền thế, ai mà biết được ta chỉ biết nếu man tộc và bắc ly khai chiến như vậy bất luận cuối cùng ai chiến thắng bắc huyết cũng không thật sự phục hưng huống chi ta luôn cảm thấy vô tướng sư có gì đó đang lừa chúng ta cái gì chuyện về hư niệm công chuyện về phụ thân đại nhân xuất quan chuyện về chúng ta tìm kiếm diệp đỉnh chi và bách lý đông quân mục đích thật sự và kết quả của những chuyện này có vẻ không đơn giản như mặt ngoài chương 219 cách một bức tường Cô Tô Thành, quán trọ lung nguyệt. Nguyệt Khanh đặt nón che xuống, rót cho mình một chén trà, nói đầy ẩn ý, hồn quan Phi Ly, vô tướng sư có vẻ rất nóng vội. Phi Ly bước từ trong góc tối ra, mỉm cười lắc đầu, vô tướng sư tuyệt đối không nóng vội, ngài ấy chỉ sợ nhị tiểu thư gấp gáp quá thôi. Sao nào, trong lòng các ngươi ta là người thiếu bình tĩnh như vậy à? Nguyệt Khanh uống một ngụm trà, giọng nói thoáng chút bất mãn. Phi Ly vội vàng lắc đầu, đương nhiên là cô, nhưng Diệp Đình Chi thật sự rất quan trọng, vô tướng sư cũng phải cẩn thận một chút. Chẳng hay hôm nay nhị tiểu thư gặp hắn, có thành quả gì không? Ta dùng tầm khí thuật thăm dò hắn, đúng là võ mạch bẩm sinh, nhưng bây giờ tâm cảnh hắn đang bất ổn, có thể nhập ma bất cứ lúc nào. Cho nên tuy lần này hắn cự tuyệt ta, nhưng không bao lâu nữa, ta nghĩ hắn sẽ tới tìm ta. Nếu như, Nguyệt Khanh đẩy cửa sổ nhìn về xa xăm, không có hòa thượng kia. Hòa thượng, phi ly cao mày. Hàn Sơn tự, vòng yêu, là hòa thượng rất lợi hại phải không? Nguyệt Khanh hỏi. Hóa ra vòng yêu đại sư đã tới Hàn Sơn tự. Hàn Sơn tự chỉ là chùa nhỏ, không so sánh được với những ngôi chùa lớn như Thiếu Lâm, Bạch Mã, nhưng vong yêu đại sư là đại tông sư Phật gia được mọi người công nhận. Nếu hắn ở đây, đúng là sẽ rất phiền phức, Phi Ly thở dài. Nguyệt Khanh lại hỏi, phiền phức ra sao? nghe nói vòng yêu đại sư giỏi nhất là nhìn tâm ma cũng giỏi nhất là giải tâm ma cho nên nếu diệp đình chi bị hắn để ý tới như vậy rất có thể hắn đến là để hóa giải tâm ma cho diệp đình chi phi ly lo lắng nói ánh mắt nguyệt khanh lóe lên vẻ hung ác thế thì giết hắn đi phi ly lắc đầu nghe đồn vòng yêu đại sư tinh thâm phật pháp lục thông trước kia còn được mời vào võ các cô thiếu lâm tự đọc sách ba năm mới đi ra phật pháp lục thông là võ công lợi hại lắm mà. Nguyệt Khanh rất ít khi vào Bắc Ly, không hiểu gì về mấy chuyện này. Phi Ly cười khổ, Phật Pháp lục thông đâu chỉ đơn giản là võ công, cực kỳ huyền bí, lại cực kỳ tinh diệu. Nghe đồn tuy vong yêu đại sư không thể thắng được Lý Tiên Sinh, nhưng chắc tới 6 phần 10 là không thất bại. Cho nên vong yêu đại sư, rất khó đối phó. Nguyệt Khanh khẽ nhíu mày, thế thì chúng ta không thể chờ được. Bên phía Thiên Khải Thành có tin tức đưa tới. Phi Ly đột nhiên nói. Thiên Khải Thành, Nguyệt Khanh sướng sờ, tin tức gì? Nhị tiểu thư nên hỏi là tin tức của ai? Hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên sau khi biến mất gần một năm, rốt cuộc đã truyền tin về cho vô tướng sứ. Vốn dĩ bọn họ còn đặt hy vọng vào Bách Lý Đông Quân, nhưng sau khi vô tướng sứ chỉ điểm, bọn họ nói đã làm một số chuyện cho Diệp Đình Chi ở Thiên Khải Thành. Khóe miệng Phi Ly nở nụ cười lạnh lẽo, chẳng phải hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng về vô tướng sứ hà. Bọn họ lại nghe lời vô tướng sứ, Nguyệt Khanh cao mày nói. Phi Ly nói đầy ẩn ý, có đôi lúc bọn họ không thể lựa chọn được. Nguyệt Khanh không hỏi gì thêm, chuyển sang hỏi, bọn họ làm gì liên quan tới Diệp Đỉnh Chi? Đương nhiên là chuyện Diệp Đỉnh Chi muốn làm nhất mà không làm được. Phi Ly cười nói, chúng ta sẽ giúp hắn, Nguyệt Khanh nheo mắt lại sau đó khiến hắn ngã vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phi Ly xoay người, nhị tiểu thư có thể đưa thư cho ta bất cứ lúc nào, nhưng phải tránh hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đợi nhiều năm rồi, có đợi thêm hai năm cũng không sao. Hai năm, Nguyệt Khanh nói đầy ẩn ý, vô tướng sứ kiên nhẫn quá nhỉ, thời gian hai năm, đối với con gái tuổi ta, thật là quá dài. Phi Ly mỉm cười, đẩy cửa bước ra ngoài. Cách xa ngàn dặm, ở Càn Đông Thành cô gái áo trắng tháo mạng che mặt. Lại là gương mặt giống Nguyệt Khanh ở cô Tô Thành như đúc, nhưng gương mặt Nguyệt Khanh mang vẻ âm độc, còn cô gái áo trắng lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Hai người vốn là chị em, một người tên Nguyệt Giao, một người tên Nguyệt Khanh. Khi bác khuyết mất nước, hai người một mới bốn tuổi, một mới ba tuổi, ấn tượng về cố quốc đều rất mơ hồ. Nhưng Nguyệt Giao lại chấp nhận nơi băng giá cực hàn của thiên ngoại thiên, Nguyệt Khanh thì nghe người ta kể về bác khuyết ấm áp phồn hoa, lúc nào cũng mê mẩn. Tiểu thư vẫn xinh đẹp như xưa, thị nữ áo xanh trải đầu cho cô gái áo trắng. Năm nay đã 24 rồi, hình như năm ngoái Bách Lý Đông Quân mới tròn 18, lớn hơn hắn tận 6 tuổi. Nguyệt sao lạnh nhạt nói. Thị nữ áo xanh cười nói, tiểu thư nghĩ cái này làm gì? Không phải ngài để ý thằng nhóc ấy đấy chứ. Huống chi với dung mạo của tiểu thư, có nói là 17 thì lục nhi cũng tin. Miệng lưỡi trơn chu, Nguyệt Giao nhận lấy cái lược, tự mình trải đầu, nhưng có phải bây giờ vẫn sớm quá không? Thị nữ áo xanh sừng sốt, tiểu thư, sớm gì cơ? Gặp hắn, có phải sớm quá không? Nguyệt Giao như đang hỏi thị nữ áo xanh, lại như đang hỏi chính mình. Tiểu thư định gặp hắn à? Nhưng đúng là bây giờ toàn bộ Bắc Ly đều biết cái tên Bách Lý Đông Quân, hắn đã là người đứng đầu lương ngọc bảng, đệ nhất trong giới trẻ khắp thiên hạ. Giọng nói của cô gái áo xanh mang vẻ tán thưởng, tuy trông hắn hơi lỗ mãng, nhưng không ngờ lại rất lợi hại. Không, còn chưa đủ, lương ngọc bảng đã là gì, quan tuyệt bảng mới là lợi hại. Nguyệt Giao cười nói, bao năm qua đã có bao nhiêu người từng là thiên tài tuyệt thế trên lương ngọc bảng, nhưng cuối cùng cả đời đều không chạm tới ngưỡng cửa của quan tuyệt bảng. Thị nữ áo lục nhíu mày suy nghĩ, thế là không gặp. Gặp, ít nhất phải dạy hắn đánh đàn mới được. Nguyệt Giao giơ tay, lau nhẹ lên mặt, có điều không thể gặp hắn với dung mạo này được. Thị nữ áo xanh lập tức hiểu ra, Lục Nhi hiểu rồi. Thuật dịch dung của Bắc Huyết cũng là thiên hạ vô song. Trong gian nhà cũ, Bách Lý Đông Quân buông cây đàn cầm, cuối cùng cũng cạn hứng. Y từng là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, tới giờ cũng đã du lịch nhiều nơi trong Bắc Ly, xưa nay không chịu nổi tịch mịch. Hôm đó nói cấm túc chỉ là ôm một bụng tức với Bách Lý Thành Phong, nào ngờ Bách Lý Thành Phong thuận nước đầy thuyền, lại đi cấm túc mình hai năm thật. Ông nội cũng đúng là, mình mạnh miệng, chẳng lẽ ông không mềm lòng được à? Còn cả mẹ mình ôn lạc ngọc, trông thì cực kỳ hung dữ với Bách Lý Thành Phong, nhưng thực ra còn thương Bách Lý Thành Phong hơn thương mình nhiều. Đúng là chán chết, Bách Lý Đông Quân lại đi vào trong sân luyện kiếm một lát, sau đó nằm dưới đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Y nhớ tới tiên khải thành phồn hoa, tuyết nguyệt thành mỹ lệ, càn đông thành mà mình xương vương xương bá, còn có cả khu vực Tây Nam sát cơ tứ phía. Hai canh giờ trôi qua, trên trời chỉ có ba con chim sẻ bay qua. Bách Lý Đông Quân chép miệng, giọng nói mang chút bất đắc dĩ, nếu có ai ở bên thì tốt biết mấy. chương 220, chúng ta gặp lại. Lại một ngày trôi qua. Bách Lý Đông Quân vẫn nằm đó phơi nắng. Trên cây cổ cầm đã phủ một lớp bụi, đao kiếm gì đó cũng bị cắm dưới đất phơi nắng cùng y cuộc sống chán ngắt như vậy đến lúc nào mới kết thúc. Ngay lúc này, cánh cửa bị gõ vang. Từ khi y bị cấm túc tới giờ, ngoài mỗi ngày cứ tới giờ là có đồ ăn được đưa vào theo cửa nhỏ, bao lâu nay chưa có ai tới tìm y. Bách Lý Đông Quân lập tức ngẩng đầu cảnh giác, ai vậy? Nghe giọng nói của ngươi, chắc vừa mới ngủ chưa dậy. Ngoài phòng vang lên tiếng cười lạnh chế nhạo. Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Đông Quân lập tức nhảy từ dưới đất lên, ngươi còn mặt mũi tới gặp ta à? Bách Lý Thành Phong hư lạnh, ta đang hiếu kỳ lần này ngươi không kêu tới một tiếng, ngoan ngoãn tới đây chịu phạt, rốt cuộc là nghĩ thông suốt hay định dỗi với ta. Giờ nhìn lại, cả hai đều không phải, hóa ra ngươi tìm chỗ để lười biếng thôi. Ai lười biếng, ta ở trong này luyện đàn luyện kiếm, có giỏi thì ngươi vào đâu, hai ta đấu thử. Bách Lý Đông Quân rút bất nhiễm trần dưới đất lên. Bách Lý Thành Phong khẽ cau mày, luyện đàn. Các binh sĩ bên cạnh ai nấy cười khổ, nghĩ thầm khó khăn lắm mới được mấy hôm bình yên, thế tử ra ngàn vạn lần đừng đuôi mù, bảo tiểu công tử biểu diễn một khúc nghe thử. Cũng may Bách Lý Thành Phong không có hứng làm vậy, chỉ nói với vẻ khinh thường, chuyện học đàn một là ngươi không có thiên phú, hai là chẳng có thầy dạy, sao mà đàn được âm điệu gì. Ta không có thiên phú, Bách Lý Đông Quân gầm lên, vỉnh tai lên mà lắng nghe này. Hắn đứng dậy chạy vào phòng ôm đàn lên. Đủ rồi. Bách Lý Thành Phong nghiêm nghị nói, ta tới đây không phải để nghe ngươi đánh đàn. Ta đến đây là để hỏi ngươi, vì sao cấm túc ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thần sắc Bách Lý Đông Quân dần dần trở nên nghiêm nghị, y nhìn qua cửa sân, trầm giọng nói, vì ta giúp bằng hữu cướp dâu, nhưng đối tượng lại là vương gia ở Thiên Khải Thành, chuyện này sẽ gây bất lợi cực lớn đối với phủ trấn Tây Hầu. Ngươi sai rồi, chuyện ngươi giúp bằng hữu cướp dâu không sai, cho dù liên lụy tới phủ trấn Tây Hầu như ngươi nói, ngươi vẫn không sai. Ngươi sai là ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngươi làm chuyện mà mình không làm được, mà ngươi không gánh được hậu quả nếu thất bại. Đây mới là nguyên nhân phạt ngươi cấm túc ở đây. Bách Lý Thành Phong Trầm giọng nói, ông nội không muốn ngươi dính vào những chuyện phức tạp này. Nhưng ngươi đã tự chọn dính vào, vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong hai năm tới, ngươi có thể ra sớm hơn. Bách Lý Đông Quân ngừng đầu, phải làm sao? người có thể nói với các binh sĩ ngoài cửa, người có thể giết ta. Bách Lý Thành Phong nói, bọn họ sẽ tới hầu phủ tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ tới chỗ ngươi, nếu ngươi làm được thật, ngươi có thể ra ngoài. Bách Lý Đông Quân đặt tay lên thanh kiếm bên hông, bây giờ ta. Chỉ có một cơ hội thôi, ta không phải người rảnh rỗi, không có thời gian tới nói chuyện linh tinh với ngươi mãi đâu. Người nhớ đấy, nếu muốn ra ngoài sớm thì cho người truyền lời giúp ngươi. Bách Lý Thành Phong ngắt lời Bách Lý Đông Quân, giọng nói nghiêm khắc, ta rất mong chờ ngươi sẽ tới tìm ta, có thể cho ta thấy năng lực thật sự của ngươi. Bách Lý Đông Quân bất mãn nói, Bách Lý Thành Phong. Đừng có gọi thẳng tên của ta, ta là cha của ngươi. Rốt cuộc Bách Lý Thành Phong cũng không nhịn nổi nữa, xem ra lúc ở Thiên Khải Thành đánh ngươi còn chưa đủ đau rồi. Bách Lý Đông Quân nhếch miệng, không thèm để ý nữa. Nửa ngày sau, bên ngoài không có động tĩnh gì. Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy mất hứng, y cũng biết Bách Lý Thành Phong đoán được mình tức tối như vậy chỉ được vài ngày là cùng, nên cố tình tới khích bác, nhưng có tác dụng gì chứ? Bách Lý Đông Quân ném bất nhiễm trần xuống đất, tiếp tục nằm ngửa lên, ngơ ngác nhìn bầu trời. Đang lúc ngây ngốc, một quả táo đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Bách Lý Đông Quân há miệng, cắn lấy quả táo, y đứng thẳng dậy, nhà quả táo xuống tay rồi mắng, ai đó? Ta! một giọng nói dịu dàng vang lên. Bách Lý Đông Quân quay đầu sang phía khác, chỉ thấy lúc này bên cạnh gốc cây khô héo trong sân đã có một cô gái áo trắng, trong tay cầm một quả táo nhỏ. Ngươi là ai? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Hai hàng mi xinh xắn của cô gái nhướn lên, ta là thầy dạy đàn mà phụ thân ngươi mời tới, cũng là người giám sát ngươi luyện võ. Cốt, ta đã nói ta thiên phú dị bẩm, cần gì thầy dạy, về nhận bạc đi. Bách Lý Đông Quân bực bội nói, trước khi tới ngươi không hỏi thăm trong càn đông thành này, thầy dạy Bách Lý Đông Quân ta, có ai cố được quá ba ngày không? Cô gái chớp mắt, như chỉ lát sau là lệ rơi lã trá, cô nhìn Bách Lý Đông Quân, giọng nói điềm đạm đáng yêu, khó khăn lắm ta mới tìm được việc làm. Sao nói lắm thế, Bách Lý Đông Quân ước lượng quả táo trong tay, ném thẳng ra ngoài. Sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô gái vung tay đón lấy quả táo, Bách Lý Đông Quân sướng sờ, tuy vừa rồi y không dừng chân khí, nhưng đón lấy quả táo mà mình ném ra dễ như chờ bàn tay, xem ra cô gái này không chỉ là một nhạc công. Thương hoa tiếc ngọc, Bách Lý Đông Quân mỉm cười, ta chỉ thương cô gái ta yêu, những người khác, tránh xa ta một chút. Hóa ra là thế, công tử sợ chúng ta cô nam quả nữ ở chung dưới một mái hiên, sau này đồn ra ngoài, cô gái mà người thích biết được, có lẽ cô ấy sẽ không vui cô gái áo trắng từ trên cây nhảy xuống. Bách Lý Đông Quân nhún vai, cũng có thể cô ấy không quan tâm. Ồ, nhưng ta quan tâm, Bách Lý Đông Quân xua tay, mau cút đi. Ta thấy căn nhà này không lớn, sau này công tử ở gian phía đông, ta ở gian phía tây. Sau khi mặt trời lặn ta không ra khỏi gian phía tây, công tử thấy sao? Cô gái áo trắng chậm rãi nói. Bách Lý Đông Quân số, người cần khoản tiền kia đến vậy à? Cần, Cô gái áo trắng gật nhẹ đầu. Bách Lý Đông Quân đi tới vài bước, hạ giọng nói, cô nương, cô ra khỏi đây, tới tiễn quỹ phường tìm bọn Hà Trường Quầy. Bách Lý Thành Phong cho cô bao nhiêu bạc, người cứ nói gấp đôi. Sau khi lấy được tiền thì rời khỏi nơi này, ta sẽ không nói cho Bách Lý Thành Phong, giả bộ ngày ngày cô vẫn ở đây dạy học, thấy sao? Cô gái áo trắng lắc đầu, làm việc phải giữ chữ tín. Nếu công tử không thành thật như vậy, sau này cô gái mà công tử thích biết được, liệu có dám tin tưởng công tử nữa không? Người định dạy ta bao lâu? Bách Lý Đông Quân bực bội hỏi. Cô gái áo trắng giơ hai ngón tay, hai năm. Bách Lý Đông Quân hít một hơi lạnh, một cô nương xinh xắn lại lãng phí hai năm tươi đẹp như vậy trong cái gian nhà nát này. Cô gái áo trắng gật nhẹ đầu, ở cùng công tư, ta không thấy là lãng phí thời gian. Bách Lý Đông Quân toàn thân run rẩy, nổi da gà khắp người phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn